Xin chào tất cả các bác, trên xe đạp bên em hôm nay có một đơn địa hình giá 7,9 triệu, địa hình không gập hãng Đa Hoan. Hiện tại em đang ở cục được trao đổi hàng đi cho các bác đây. Địa hình không gập giá 7,9 triệu Đa Hoan. Thì hiện tại em đang ở cục về theo để gửi hàng đi cho các bác. Em gửi thứ hai chưa? Một bảy không một chín không không chín bốn một không chín chín.